Thì hôm qua ta biết là họ họ đã kiếm tiền trong IAN này cả nhà mình, bởi vì hôm qua có người học rồi đúng không, thì IAN họ kiếm tiền ở trong thị trường ngoại hối đó. Thị trường ngoại hối là cái thị trường 6.500 tỷ đô nó vận hành trên một ngày, nó vận hành trên một ngày, nó đi từ châu Úc này, châu Úc cả nhà mình vừa ôn luôn nhá, sang châu Á, về châu Âu, về châu Mỹ, kết thúc một vòng tuần hoàn 24 giờ trên 24 giờ, kết thúc một vòng tiền tuần hoàn 24 giờ trên 24 giờ. Người ta vẫn gọi thị trường châu Úc là thị trường Sydney, châu Á là thị trường Tokyo, châu Âu là thị trường London, và Mỹ thì là New York đó. Cái dòng tiền này là 6.500 tỷ đô nó luân chuyển cả, và cái thị trường ngoại hối này này thì thông qua các sàn giao dịch là các chợ mua bán tiền đấy, sàn giao dịch này đấy, thông qua sàn giao dịch và ngân hàng, các ngân hàng trung ương là đứng vai trò, và các quỹ vốn của thế giới điều tiết thị trường ngoại hối này đó. Đây là những cái chủ sở hữu là họ họ mua cho người mua, mua cho người bán và bán cho người mua. Và 2019 cả nhà mình nhớ lại kiến thức một chút, ngành ngân hàng tham lãi 10 tỷ đô ở thị trường ngoại hối này, nhưng có những ngân hàng vẫn đang vẫn nói hơn 200 tỷ cả nhà mình nhé. Và 2020 này, 20 này nguyên Vietcombank họ lãi trước thuế 23.000 tỷ, tương đương với 1 tỷ đô đó. Thì đây các ngân hàng trung ương họ đứng nhiệm vụ là thanh khoản cho người, họ mua cho người bán và bán cho người mua. Và những ai tham gia vào thị trường này, các ngân hàng nhỏ này, các ngân hàng địa phương, các ngân hàng nhỏ, các cái tập đoàn mà nhận ủy thác, tập đoàn nhận ủy thác, các tổ chức quỹ như của Rắc Thị Thái mà anh ấy độc quyền trên VT ấy, quỹ, các tổ chức và bất kỳ một cá nhân nào, cá nhân miễn là có một cái máy điện thoại, một cái máy laptop kết nối internet là có thể tham gia vào thị trường ngoại hối này được đấy, thông qua sàn giao dịch để mua bán cùng một lúc, mua một cái cặp tiền, mua một cặp tiền cùng một lúc, mua cặp tiền và người ta thắng ở cái tỷ giá đó. Đấy là cái hoạt động của thị trường ngoại hối thông qua sàn giao dịch này. Các ngân hàng trung ương đứng ra là đơn vị thanh khoản, các cái ngân hàng nhỏ, các cái tập đoàn nhận ủy thác, các cái quỹ, các cá nhân tham gia thị trường thông qua sàn giao dịch ở nhà mình, và nó hoạt động 24 trên 24 giờ đó. Và để cái thị trường hoạt động ngoại hối là nó hoạt động ổn định và đáp ứng được nghiêm tính nghiêm minh thì nó có các tổ chức quản lý ngoại hối, các tổ chức quản lý về ngoại hối. Và điều tiết quản lý toàn bộ thị trường, nghĩa là anh tham gia vào đây thì anh phải được các tổ chức quản lý ngoại hối này nó cấp giấy phép mới được tham gia, đặc biệt là các sàn, đặc biệt các sàn giao dịch này. Hôm nào mình sẽ làm một buổi để chúng ta hiểu các sàn giao dịch mà IAN họ tham gia vào nó được tổ chức FCA của anh cấp phép đấy cả nhà mình nhé. Hai sàn NPT và sàn gì đó. Và năm ngoái tập đoàn đã định cho các nhà đầu tư Việt Nam là đi tham quan hai cái sàn này ở Trung Đông, mà dịch bệnh thì là không đi được. Hy vọng là khi nào hết dịch bệnh là chúng ta được sang thăm hai cái sàn này tuyệt vời, thì về doanh số nó còn bùng nổ nữa cả nhà mình đó. Đấy thì là đây là mô hình hoạt động thị trường ngoại hối, cái dòng tiền 6.500 tỷ đô nó vận hành thông qua cái mô hình này, nó vận hành từ thứ hai đến thứ sáu, thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy chủ nhật ngân hàng nó nghỉ thì thị trường đóng cửa.
hoạt động thứ hai thứ sáu, một tuần 5 ngày. Thế đấy cả nhà mình. Và trong cái thị trường này thì vì chúng ta chỉ là nhà đầu tư thì chúng ta chỉ cần hiểu thị trường, hiểu mô hình hoạt động, thì chúng ta không cần đi sâu vào các cái kỹ thuật để giao dịch mua bán, người ta thường gọi là chơi mua bán, người ta không cần thiết những cái đó, bởi vì những cái đó thì tập đoàn IN họ làm thay cho mình rồi, họ giỏi lắm, họ làm thay mình không có cần thiết, mình không có cần thiết là phải học những cái đó, mình chỉ hiểu cái thị trường này như này và mình hiểu cái tính pháp lý của nó là ai cũng có thể tham gia được vào thị trường ngoại hối, chỉ cần một cái máy tính kết nối internet thế là xong. Và nếu chúng ta tham gia vào một tập đoàn ấy thì cái tập đoàn đấy phải hoạt động truyền thông chính thống, thì ok, có nghĩa là nó phải được một cái đất nước nào đó cấp phép, và họ tham gia vào cái sàn giao dịch nào thì cái sàn giao dịch này cũng được các tổ chức ngoại hối cấp phép. Và chúng ta phải học, nếu 48 tổ chức ngoại hối hàng đầu đó là toàn là những cái tổ chức mà chống buôn lậu, chống rửa tiền, đặc biệt là LFA của Mỹ, hoặc là LFA của Mỹ nó liên kết với FBI để sẵn sàng truy bắt tội phạm trong cái lĩnh vực này. Cho nên là nó quản trị rất là chặt chẽ, đây là mô hình hoạt động và nó hoạt động như vậy. Cả nhà mình nhớ bằng được cái mô hình này. Vậy trong cái thị trường ngoại hối này, điều đặc biệt của nó ấy, cả nhà mình nhớ này, đó là nó kiếm tiền cả hai chiều, kiếm tiền được cả hai chiều, thị trường đi lên nó cũng ok mà thị trường đi xuống nó cũng ok, nó kiếm được tiền đó. Nó khác biệt với tất cả các thị trường khác, các cái ngành tiền và hàng khác. Riêng ngoại hối đi lên nó cũng kiếm, đi xuống nó cũng kiếm, nó không phụ thuộc vào dịch bệnh, không phụ thuộc vào chiến tranh, không phụ thuộc vào tình hình kinh tế của bất cứ một cái quốc gia. Và vừa rồi chúng ta thấy là Covid như vậy, nhưng mà những nhà đầu tư về IN vẫn tiếp thu lợi nhuận 10%, 18% với cả 13% một tháng bình thường. Đấy, ngay vừa đây này, Tết, chúng ta ăn Tết đi chơi, vẫn cứ kiếm tiền bình thường, vẫn cứ nhặt đô bình thường. Đó, cả nhà mình nhé. Nó không có phụ thuộc vào, điều đặc biệt nhất của thị trường ngoại hối, của cái ngành ngoại hối này là nó không phụ thuộc vào tình trạng suy thoái kinh tế. Dịch bệnh, bởi vì sao? Bởi vì thông thường các nước bây giờ nó đều không tiền, tiền nó luôn chuẩn qua internet hết. Nước nào cũng cần mua hàng, bán hàng. Nên bởi một cái vấn đề nhỏ, nó không ảnh hưởng được đến cái dòng tiền này. Mà cái dòng tiền này nó liên tục, đấy, nó không có phụ thuộc vào tình hình suy thoái kinh tế. Tại sao lại kiếm được khi tiến được hai chiều, cả khi thị trường đi lên và thị trường đi xuống đây? Ví dụ tỷ giá đây là đô la với yên Nhật chẳng hạn, đây là yên Nhật. Nếu đồng đô la đắt giá hơn đồng yên Nhật thì người ta bán đô, người ta mua yên đó. Nhưng nếu đô la tỷ giá thấp hơn yên thì người ta lại mua đô và người ta bán yên. Cho nên đây nó chỉ là giao dịch của một cặp tiền tệ trong một thời điểm nhất định, nên nó ăn cả hai chiều. Tỷ giá tăng thì tôi bán và tỷ giá xuống thì tôi mua. Đó. Đấy, cho nên là nó lãi cả hai chiều cả nhà nhé. Đấy. Đấy là đặc điểm thị trường, và đặc biệt ở trong thị trường ngoại hối, các sàn giao dịch này họ có cho khi sử dụng hệ số đòn bẩy này. Đòn bẩy để gia tăng cái khối lượng của nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường. Nếu những sàn họ cho là hệ số đòn bẩy là 1/vô cùng. Nhưng thường người ta dùng là 1/100 này, hoặc là 1/400, hoặc là 1/500. Có nghĩa là anh giao dịch 100 đô thì anh có thể dùng hệ số 7 là 100, có nghĩa là 100 x 100 là 1.000 đô. Anh 400 thì nó sẽ là 4.000 đô, và 500 thì nó sẽ là 5.000 đô, để tăng cái khối lượng giao dịch. Và đây nó cũng là con dao hai lưỡi, có thể thắng thì thắng rất lớn, nhưng mất thì mất hết, bởi vì nó tính hai mặt. Đó, nó có hệ số 7 của nhà mình nhé, 7, và tính thanh khoản của nó cực kỳ cao, tính thanh khoản ngay và luôn nhé, tính thanh khoản. Thì
thanh khoản là cực cao, có thể mua bán với bất kỳ số lượng tiền vệ lớn như nào đó là cái đấy, đó, tính thanh khoản cực cao. Đấy, đấy là những nét đặc trưng nhất về thị trường ngoại hối mà chúng ta phải hiểu. Và cái điều đặc biệt nữa mà mình rất yêu thích, mà có lẽ ai cũng yêu thích, đó là nó có chế độ lãi suất kép. Cộng lãi vào gốc. Cuối tháng bạn thu rút lãi thì tập đoàn họ tự động cộng vào gốc, máy tính nó tự động cộng. Và khi trong khi nhà đầu tư chúng ta đầu tư, nếu ở nhưng mà người làm hệ thống giỏi ở cái ví hầm cứ đủ 100 đưa lên cộng vào gốc chưa cần hết tháng, và rất nhiều người chỉ trong một tuần thì đã cộng được gần 1.000 đô. Và bây giờ cái tài khoản của mình cũng vậy, nếu mà mình cộng thấy cái hoa hồng hệ thống, hoa hồng mã lót vào cái gốc ấy, thì chắc một tháng ít nhất mình phải cộng được 2.000 đô. Một cái tài khoản đầu của mình bây giờ chắc chắn phải hơn 2.000 đô. Trên cái này, cái này là cái đáng yêu nhất này. Và từ ngày xưa đến bây giờ chúng ta vẫn thấy cái tín dụng đen ấy. Tín dụng đen là cho vay lãi suất ấy, thì nó đã dùng cái chế độ này lãi mẹ đẻ lãi con đó, rất là khủng khiếp luôn. Và đây nó là kỳ quan thứ 8 của nhân loại mà Einstein nói, bạn chỉ cần hiểu nó, bạn ứng dụng nó thì bạn sẽ giàu có. Và với cái chế độ lãi suất kép này của IAL 1.000 đô sau 2 năm sẽ được 5.000, sau 10 năm sẽ là hơn 4 tỷ. Các bạn đấy, 1.000 đô đầu vào là 25 triệu, thử bỏ ngủ quên 10 năm đi là có tiền mua một cái mảnh đất rồi, 25 triệu thôi mà. Nên bắt buộc chúng ta muốn giàu, chúng ta phải tìm hiểu cái thị trường này thật kỹ, ở nhà mình tìm vào thật kỹ để mà chúng ta đầu tư. Đầu tư là gì? Đầu tư là quá trình bắt tiền, nó đẻ ra tiền. Mà chúng ta chỉ cần bỏ tiền vào đây thôi, xong chúng ta không cần gì nữa. Cái tàu bay nó đưa chúng ta từ thế giới nghèo sang thế giới giàu. À, nó cứ lừa cho mình đi. Nó bay nó đưa cho mình đi. Thế thôi. Cả nhà. À. Và đặc biệt IAL, họ là bây giờ thì tất cả cái ngành kinh doanh họ đều có chiến lược marketing để mà gia tăng thanh thế, gia tăng lượng khách hàng. Đây, bây giờ chúng ta phải hiểu 4.0, bây giờ bất kỳ một công ty nào, một tập đoàn nào cũng đều phải sử dụng chiến lược marketing. Thì họ có chiến lược marketing cực kỳ chuẩn luôn. Đó là gì? Về lãi, lãi mà IAL mang về chúng ta phải nhớ bằng được cái này nha, để chia sẻ với khách hàng. Lãi 5% đến 18% trên một tháng, giao động 5 đến 18% tiền một tháng, được kiểm chứng ở đâu? Ở MyEcom. Điều này đề nghị tất cả các nhà đầu tư phải tra được cái này, phải hiểu được MyEcom là gì. Nó được hàng triệu các cái nhà đầu tư về thị trường Forex yêu thích từ 2009. Bây giờ nó đã có hơn 5 triệu tài khoản của nhà đầu tư ở đây. Nó rất minh bạch và rõ ràng. Và những cái người đẳng cấp nhất thì mới được đăng bài cái con đăng cho. Đó. Thì nó được IAL này cho chứng minh lãi ở máy Facebook. Đề nghị cả nhà mình học thật kỹ cái tra cứu lãi suất của IAL trên máy Facebook. Mai là tôi, Facebook là Forex, Book là trang mạng. Nó kiểm tra toàn cầu luôn cả nhà mình. Đấy, thì IAL trên máy Facebook nó chứng minh lãi là 5-8%. 2017 đây là ôn lại nhanh nhé, lãi bình quân là 9,5%, 2018 bình quân 9,5%, và 2019 bình quân 11%, và 2020 cả nhà mình chia nó sẽ là 11,30%. Tháng 1 năm 2021 là 9,99, và tháng 2 là 8,87. Đó. Và bây giờ IAL đang thực hiện tiến được có 2 con robot để chơi. Một con robot đang chơi nó cho lãi suất này, và một con robot RTS cách AVI này là con đang thử nghiệm lãi suất cao hơn con này rất là nhiều. Con đang thử nghiệm này lãi suất cao hơn con 1 rất nhiều. Để một
hoặc hơn một năm nữa khi mà lượng khách hàng đông thì họ đưa con giờ té hay hai này ra thị trường, khai thác thị trường. Đấy là những cái điều chúng ta phải đặc biệt một năm nào luôn về cái IR để chúng ta chia sẻ với các em. Vậy cái lợi nhuận bình quân từ 5% đến 18% này thì họ chia như thế nào? Vậy thì lợi nhuận này, lợi nhuận chia ba, lợi nhuận chia ba cả nhà mình nhá. Nhà đầu tư nhận 70%, tập đoàn 10% và hệ thống marketing 20%. Đấy. Trong một tháng lợi nhuận được bao nhiêu, em chia làm ba phần. Nhà đầu tư không làm gì cả lấy 70%, tập đoàn lấy 10% và hệ thống marketing 20%. Nhưng 10% ở đây là 10% của thị trường toàn cầu. Cho nên nó rất lớn. 70% này cá nhân tiền do nhỏ thôi, nhưng 10% này là của toàn cầu ở chia bàn. Đấy, thì mình sẽ làm nhanh lại cái lợi nhuận chia ba này để cả nhà mình nắm được. Bởi vì cái chế độ này chúng ta phải nghe vài lần, chúng ta phải viết ra chúng ta mới hiểu. Đây là nhà đầu tư. Ông A đầu tư 10.000. Đó. Một tháng ví dụ lãi suất 10%. Một tháng thì ông A sẽ nhận được 1.000 đô tiền lãi. 1.000 đô tiền lãi này thì chia ra, A sẽ nhận 70%, tập đoàn nhận 10% là bằng 100 đô, cái này là bằng 700 đô và hệ thống 20% là 200 đô. Đấy. Cách chia này của IAR Group rất thông minh, gốc thì giữ nguyên để mang đi giao dịch, lãi thì làm chia. Nó khác tất cả cái các cái công ty mà từ trước là chúng ta thấy nó chạy một thời gian nó sụp đổ, tức là họ lấy gốc họ đem chia tiền người sau trả cho người trước, trả cho người trước. Đó, các cái chế độ trước mà chúng ta có thấy nó đăng lên là lãi suất bao nhiêu đó thì nó khác biệt này. Cái những cái mô hình trước chúng ta là nó không chứng minh được dòng tiền, không chứng minh được dòng tiền tạo ra từ đâu, mà nó chỉ dùng các mô hình để mà lừa đảo những người không biết ấy. Thực chất ra nó là lấy tiền người sau trả cho người trước, cho nên nó sụp đổ và nó tạo ra rất nhiều hệ lụy. Còn IR nó khác biệt là cả nhà mình, khác biệt là gốc thì giữ nguyên, gốc giữ nguyên, ngân hàng quản lý, lãi đem chia, đó là sự khác biệt. Và chính điều này nó mới đem đến sự bền vững cho cái sự nghiệp đầu tư của mình. Đó. Vậy thì cái lãi đem chia này chia nào? Nếu chúng ta làm marketing hoặc chúng ta tự đầu tư, nó sẽ chia thành 5 tầng. Đây là A1, A2, A3, A4 và A5, chia 5 tầng. Thì ông A này sẽ nhận của A1 là 40% trên cái lãi trích ra này, trên 20% lãi này, 20% mà chia cho hệ thống này, 20%. Ví dụ ở đây thì ông A sẽ nhận được của ông A1 này là 80 đô. Đó. Vì là 40, 42 bằng 8. Ông A này, ông A nhận của A1 là 80 đô. A này nhận của A2 là 30% trên 20% lãi là bằng 60 đô. 3 x 2 bằng 60 đô.
này nhận của A3 thế đây là 10% trên 20% là bằng 20 đô. 10 của 20 của 200 là 20. A nhận của A3 của A4 10% trên 20% cũng bằng 20 đô. Và A nhận của A5 là 10% trên 20%. Đấy, 10% của này là bằng 20 đô. Tổng cái chỗ này đủ 200 đô. Đây đủ cái 200 đô này. Đó. Khi nào thì A được nhận cái lãi này? Khi các nhà đầu tư rút lãi thì A nhận. Đấy, ví dụ như hôm nay mình vừa rút lãi trong cái hệ thống ở Thái Nguyên này thì lập tức tối mấy cái tài khoản, mỗi cái tài khoản này nhảy về mấy đô. Đấy, giờ ra lại được cộng ra lại được khoảng đâu đó 200 đô ấy, cả nhà mình mà họ rút ấy. Đó. Thì khi mà nhà đầu tư rút lãi, lãi mà tập đoàn tạo ra ấy, thì cái hoa hồng này nó chảy về. Còn nếu nhà đầu tư không rút thì đến ngày cuối tháng, ví dụ ngày 28, ngày 29, ngày 30, ngày 31 thì công ty tự động cộng lãi vào gốc. Thì đó A cũng nhận. Đấy. Trường hợp chậm nhất là cuối tháng công ty cộng lãi vào gốc thì A nhận. 1.000 một đô công ty cũng cộng. Đấy, thì cả nhà mình để ý nhé. 1 đô, 2 đô, 3 đô đều cộng hết. Cộng hết. Đó. Thì đây. Đây là cái hoa hồng lãi trên lãi, khác biệt tất cả mô hình mà chúng ta đang gặp ở ngoài kia là tiền của người sau thì trả cho người trước. Chúng ta nói với khách hàng là chúng ta phải nêu bật được cái vấn đề này nha, lúc giữ nguyên. Còn ở cái mô hình kia kìa, không nhìn được cái dòng tiền nó tạo ra như thế nào, còn ở đây nhìn rõ dòng tiền nó tạo ra. Lãi thì chia và chia bằng. Nhà đầu tư lấy 70, tập đoàn lấy 10, hệ thống lấy 20. Rất là thông minh. Họ lấy 10 bao nhiêu, lấy 10 thị trường toàn cầu rất là lớn. Đó. Thì đấy là cái lợi nhuận thứ nhất của nhà đầu tư. À, đây là lợi nhuận thứ hai của nhà mình nhé. Đây là lợi nhuận thứ hai của nhà đầu tư. Mà làm marketing tốt ấy. Làm marketing tốt ấy. À, lợi nhuận thứ nhất là từ 5 đến 18% này, ai cũng được nhận này. Giống nhau, người đầu tư 1.000 đô cũng giống như người đầu tư 10.000 đô, giống như là người đầu tư 1 triệu đô. Đây là lợi nhuận. Lợi nhuận đầu tư do tập đoàn mang lại 5 đến 18%. Mọi người đều có quyền lợi giống nhau. Quyền lợi giống nhau. 5 đến 18% mọi người đều có quyền giống nhau, cả nhà mình nhá. Đầu tư ít thì nhận ít, đầu tư nhiều thì nhận nhiều. Không đầu tư thì không nhận. Và ở cái mô hình này chúng ta mới thấy là cho dù đây là những người thứ 1 triệu đi thì họ vẫn nhận lợi nhuận là 5 đến 18%. Những cái ông đầu tiên này vẫn lợi nhuận 5 đến 18%. Những cái ông ở đây thì cũng lợi nhuận 5 đến 18. Ở đây thì thế. Nó giống như chúng ta nếu ai đang kinh doanh với New May, những cái người khách hàng vào cuối cùng này cũng mua với giá 1.320.000 một lon sữa. Ông ở trên này cũng 1.320.000 một lon. Giống nhau hoàn toàn. Cho nên ở đây, cho dù bạn vào lúc nào thì bạn đều nhận cái quyền lợi là từ 5 đến 18%. Ai cũng giống nhau. Đầu tư nhiều nhận nhiều, đầu tư nhận ít. Đó. Cả nhà mình nhớ cái chỗ này nha. Đó, nó nhớ cái chỗ đó. Đó. Đấy là một, đấy là câu hàng thứ nhất. Câu hàng thứ hai là lãi trên lãi. Lãi trên lãi chia 5 đời đó. Và đặc biệt cái hoa hồng thứ ba, cả nhà mình nhớ này. Cái hoa hồng thứ ba, nên cả nhà mình phải thuộc năm nào như thế này để chúng ta gọi vốn. Chúng ta trước hết là chúng ta an tâm chúng ta. Khi mình an tâm rồi thì mình mới có thể gọi vốn được, mình có thể yên tâm đầu tư được.
mình có thể trả lời với mọi câu hỏi của khách hàng được. Cái lợi nhuận thứ ba, cái hoa hồng thứ ba đó là mã lót. Mã lót mình em, thì tập đoàn mình có thỏa thuận với sàn giao dịch ấy, là tập đoàn cứ tham gia vào thị trường 10.000 đô thì được nhận lại 30 đô. Cứ tham gia vào thị trường 10.000 đô thì nhận lại 30 đô. Đó, cả nhà mình. Nhưng 30 đô này này. Ông rất thông minh. Rất thông minh. Nào nó không lấy cái này. Nó không lấy cái này. Và em chia cho khách hàng. Nó chia cho khách hàng, nó không bỏ túi. Thế này vậy chia như thế nào? Nó chia thành 15 tờ. Nó chia thành 15 đời cả nhà mình nhé. Đây là ông đầu tiên là ông A này. Đây là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Đó. Thì nó chia thế nào? Với tất cả điều kiện, các ông này đều đầu tư 10.000 hết. Mày nhìn hết nhé. Đó. Ê, cái ông A này sẽ nhận được của ông đời một này là 2 đô trên một lot. 2 đô trên một lot nhé. Ví dụ hôm nay mình vừa nâng cấp cái mã tổng lên 10 đô thì cái người ở bên trên mình ấy, là cứ ra lệnh một lệnh là ông được 2 đô từ mình, ra lệnh 5 lệnh là ông được 10 đô từ mình. Đấy, anh nhà mình ra lệnh một lệnh là thì ngày ăn 2 đô, ra lệnh 5 lệnh là ăn 10 đô, ăn suốt ngày này đến ngày khác, có thích không cả nhà mình? Cứ ăn hết ngày này đến ngày khác, ăn hết ngày này đến ngày khác, ăn hết ngày này đến ngày khác, mỗi thứ bảy chủ nhật không ăn thôi. Đấy, bây giờ mình vừa nâng cái mã tổng của mình lên 10k này thì cái ở trên lập tức là được 2 đô một lệnh, ngày đánh 3 lệnh thì anh ta được 6 đô, mà ngày đánh 5 lệnh thì anh ta được 10 đô, sướng không? Quá sướng còn gì nữa. Đấy, cái người ở trên của mình mà chả biết là ai đâu, chịu, chả biết họ là ai cả. Còn đến người thứ hai này cho đến người thứ năm là 4 người, 2, 3, 4, 5, 4 người, mỗi một lót được 1 đô, được 1 đô trên một lót. Nếu đánh 3 lệnh thì 4 người này cho, nếu 3 nhân với 4 bằng 12 đô, nếu đánh 5 lệnh nhân với 4 bằng 20 đô. 5 cái ông này cho mình tiền 3 lệnh thì được 12 đô, 5 lệnh thì được 20 đô. Cứ thêm mà tính. Từ ông thứ 6 đến ông thứ 10 cũng 5 người thì được 0,8 đô trên một lon. Nó cũng bằng 4 đô. Nếu 3 này thì bằng 12 đô một ngày ấy, và 5 này thì bằng 20 đô. Và tập đoàn mình có giao dịch một ngày 3 đến 5 này.
Từ ông thứ 11 đến ông thứ 15 là cũng 5 người thì được 0,3 đô trên một lon đó, 5 nhân 3 bằng 1,5 đô một lon đó. Ở nhà mình cái này nhặt sướng lắm, là chúng mình cứ bảo chiêu nhau và đi vào nhặt tô đi, cứ vào nhặt tô đi. Đời một được 2 đô trên một lót, từ đời 2 đến đời 5 được 4 đô trên một lót, từ đời 6 đến 10 đời đến đời đời 10 được 5 đô à 0,8 đô trên một lót, từ đời 11 đến đời 15 được 0,3 đô trên một lót, tổng là 15 đời. Lấy cái 30 đô này đem chia. Đấy, và cả mình, nhà mình nhận này, tổng 30 đô này mới chia hết bao nhiêu của nhà mình biết chưa, tổng cái 30 đô này chia cho 15 tờ, chỗ này là 2, chỗ này là 4, chỗ này là 4 là 82 là 10, mới hết có 11,5 đô của cái 30 đô này, mới chia hết có 11,5 đô thôi cho 15 tờ này. Nhưng cả nhà mình phải hết sức lưu ý, nếu đầu tư 1.000 thì được hưởng sâu 3 đời, đầu tư 3.000 thì được 5 đời, đầu tư 5.000 thì được 10 đời, để 5K được 10 đời, và đầu tư 10.000 thì được 12 đời, đây là 10.000, và đầu tư 30.000 thì được 15 đời. Đấy. Cái này rất là trôi ngay trong hệ thống của mình này. Cái bạn anh ở Nam Định này, bạn 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 gì Hưng Yên à, Hải Dương nhỉ, Dung ở Hải Dương này đang trôi tí tỉ cái này, Thủy ở trong thành phố Hồ Chí Minh này, mỗi ngày rồi thì bạn gì ở Quảng Bình này, vô cùng nhiều người trôi luôn. Bạn gì ở Quảng Bình có 1.000 mà ở hệ thống dưới nó là 150 mấy nghìn rồi đấy. Mỗi ngày cái bạn nó sẽ để tiền nó trôi đi khoảng 20 đến 30 đô một ngày. Thế cho là 30 đô nhân với 22 ngày. Ở nhà mình 660 đô, mười mấy triệu đấy, ít đâu. Tại sao lại như vậy? Tại vì mình là người làm hệ thống trùng sò rồi, mình có cài răng lược. Thế là ví dụ cái ông này ông làm tốt này, một loạt ông ở trên này được chán đấy. Sau này mình sẽ hướng dẫn cả nhà mình rất kỹ cái chế độ cài răng lược để cả hệ thống nó đều được ăn, và xây một cái cây nó to đùng đã cửa lên, thế là nó tua tủa ra cành ở đâu này đấy, cứ xây ra đấy. Thì đấy, 1.000 thì ăn 3 đời, 3.000 thì ăn 5 đời, 5.000 thì ăn 10 đời, 10.000 thì ăn 12 đời, còn 15 đời đấy. Và cái người tuyến trên của mình bây giờ ngày mai giao dịch cứ một lệnh là họ đó 2 đô, hơn 40.000, 3 lệnh họ có 6 đô, 6 3 18, 6 2 12, 138.000, 5 lệnh họ có 10 đô là 230.000. Ô, tưởng là ông Quang này cũng sướng nhỉ. Đó. Chán gì, đô nó cứ chảy vào thôi. Thế mình thì cũng thế, ở bên dưới nó chảy lên mình. Đó là cái quy luật đồng lần. Cái này rất hay ấy. Cái tiền hoa hồng này vô cùng nhiều luôn cả nhà mình. Sau khi nhặt cái đô này xong này thì cái lót nó lại về. Mình vẫn phải nhớ kể lại cho cả nhà mình. Bạn 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 Nhung ấy ở Mộc Châu ấy vừa lấy 56.000, 56 triệu tiền lãi, thì ngày hôm sau nhặt về 16 triệu 400 tiền lót luôn, à tiền con luôn. Đó mà mình hôm mình đưa lên lên đây đấy. Trên là đó, đây nó là cái hoa hồng thụ động thật sự nhà mình nhé, thụ động thực sự. Chỉ cần mời một nhà đầu tư ở dưới mình họ không rút gốc thôi là chén cả đời, ngày nay chén, ngày mai chén, ngày kia chén. Nó khác bán hàng cả nhà mình nhé, nó khác bán hàng này. Bán hàng, bán được hàng thì có tiền, không bán được thì không có tiền. Ở đây mời một người ra phát ăn cả đời luôn, giống như chúng ta trồng một cây cổ thụ ấy, trồng phát ăn cả đời luôn.
Thế có sướng không? Quá sướng, sướng khủng khiếp luôn. Thế thì tội gì không chấm? Tội gì không mời? Còn là lãi suất từ 5 đến 18%, 90% một tháng cho đến ngân hàng bây giờ. Ngân hàng mới có 4 đến 5% một lãi. Ở đây 10% một tháng. Mà với cái mức độ lãi suất thì mình phải nói lại thì cả nhà mình phân tích được với thị trường là với 10% một tháng cao hay thấp, cả nhà mình phải giải thích được chỗ này cao hay thấp. Đây thì trong ngành ngoại hối các chuyên gia hàng đầu mà qua 37 kỳ thi World Cup ấy, người ta nói 100% đến 200% thì ok, lâu dài ổn định bền vững. Bền thì tập đoàn mình đang ở cái ngưỡng này, nhưng tập đoàn mình hơn các cái cửa hàng đầu thế giới là tập đoàn mình tháng nào tháng, còn những ông vô địch thế giới này có khi một một năm thua 2-3 tháng, mà nếu một năm thua 2-3 tháng thì chúng ta không thể nào đầu tư được rồi đó. Tập đoàn mình nó cao thủ ở chỗ đó đấy, thì cả nhà mình đây là cái hoa hồng nó rất tiềm năng và hầu như cứ để trôi. Thứ hai là mình sẽ dạy cả nhà mình cách để mà vào tài khoản rút tiền nhận tiền như thế nào các thứ, cái đấy cả kỹ thuật nó rất đơn giản đấy, cả nhà mình đừng có lo lắng nhé. Mình nhắc lại này, những cái phần kỹ thuật ấy chứ cả nhà mình chỉ cần học làm đi làm lại là thuần thục. Cái này nó không có đòi tư duy, nó chỉ có đòi chúng ta làm đi làm lại, làm đi làm đi làm lại. Cái này nó chỉ đòi thuộc bài thôi, không có gì khó. Nhắc lại này, những cái mà chúng ta tưởng nó khó nó thực sự là cực kỳ đơn giản, bởi vì chúng ta cứ bị cài về kiến thức cho mình là vừa thao tác cái này khó, không biết thế làm nào, em rốt về công nghệ. Công nghệ gì cơ, công nghệ cái này không phải công nghệ đâu, không phải công nghệ mà nó chỉ là các thao tác thôi, người ta đã công nghệ người ta đã cài đặt ra đấy rồi, thao tác thôi. Nghệ mình nghe như thế này, vậy thì nhiệm vụ của ta là hiểu bản chất của thị trường ngoại hối là gì. Đấy, nhiệm vụ của ta là hiểu bản chất thị trường ngoại hối là gì, kinh doanh của nó có hợp pháp không, sau đó hiểu về tập đoàn họ là ai. Đó. Họ kiếm lợi nhuận như thế nào và họ chia như thế nào, đây cách chia này đó, đấy là nhiệm vụ. Cái này này là chúng ta phải hiểu để chúng ta gọi vốn, chứ không phải những cái thao tác ở trong cái trang web của mình, trong cái tài khoản của mình. Cái đấy học làm đi làm lại phân phục, chỉ cần tập trung thôi là làm được hết cái đấy. Nó như 2 x 2 bằng 4 đấy, cứ làm đi làm lại. Có mình mai tuần tới là mình hứa là làm hết các video ngắn ngắn để cả nhà mình đọc, học đi học lại, làm đi làm lại. Ai không biết cứ nhắn tin cho mình hướng dẫn cho, bằng bằng làm được thì thôi, không có phải sợ. Và trong trang trong cái ID của ông ta ấy, nó có cái phần mà chuyển khoản đấy, nó rất rõ ràng và minh bạch, chuyển đi đâu nó đều có ngày tháng giờ giấc, không có sợ ai lấy tiền của mình. Ở nhà mình nhớ nha, nhưng không được cho kẻ gian nó biết mật khẩu các thứ mà nó rút mất tiền đó, ở nhà mình đó. Đấy là cái chế độ thứ ba. Và cái chế độ nữa mà mình rất yêu thích vô cùng luôn, ở cái chế độ này cả nhà là một chân nó cũng có tiền nhé, một chân có tiền mà có nhiều tiền ấy. Mình đã xây dựng một cái chân cho mấy bạn ở Vĩnh Phúc, có 2 bạn cứ mỗi ngày 100 đô, mới hơn 100 đô nữa, vượt 100 đô rồi, 22 ngày các bạn biết là 2.200 đô, mà bảo học thì không học. Đầu tư có 400-500 triệu, người nào nhiều 400, người nào ít thì 350, mà bây giờ tháng có 60-70 triệu, có một chân thôi, mình xây cho một chân
em bây giờ sướng không? Mình thấy cái chế độ ngoại hối nó cực kỳ sướng luôn, mà ở cái chân bên, cái chân bên 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 từ cái chỗ bên ấy á, chỗ Lý Quảng Bình trở xuống này, Thủy xuống này, 5-7 người bây giờ cứ nhặt 100 đô một ngày. Thủy này, rồi thì Mai này, Nam này, mấy người Trang ở trong kia này, 100 đô ngày nhặt. Thế mới lạ gì, thế mà vẫn còn cứ phải cái gì nữa không biết đâu. Hôm vừa rồi thanh toán cho bạn Thủy nhà có việc, hôm vừa rồi thanh toán cho bạn đã hơn 40 triệu. Mà con cảm ơn thầy vô cùng luôn, không có cái này thì con biết xoay sở kiểu gì. Nếu thanh toán hết thì 1 tháng của bạn cũng phải được cỡ 70-80 triệu này, Thủy. Đó. Thế mà chúng ta không chịu quan tâm, không chịu quan tâm để học hỏi. Thế thì chết cái gì? Một cái thị trường 6.500 tỷ đô tiền nó quay vòng vòng như này, mà vào đây học xong thì ngơ ngơ ngác ngác, ngây ngây ngao ngao, rồi thì sợ mất 25 triệu cái này này, sợ. Ô trời ơi, không biết nữa. Cái phần cuối cùng là phần trải nghiệm. Một chân đã rất nhiều tiền rồi, nhưng ba chân cực kỳ khủng khiếp luôn cả nhà mình nhé. Một chân đã quá nhiều tiền rồi, nhiều ba chân này. Không à, chỉ cần có 3 đội doanh số 20k là 20.000 đấy. Đã lên 1 sao rồi, thu nhập thụ động nhé, không phải lãi đầu tư đâu, 30 triệu đến 70 triệu. Cái bạn F1 của mình ở Thái Nguyên này này, 80-90 triệu một tháng rồi, nó nhỏ đi. Mới 1 sao ấy. Bạn mình kết cấu cho bạn lên 1 sao trước mình. Ô, tuyến trên nào này kết cấu cho tuyến dưới lên 1 sao chưa? Đây. Bao giờ các bạn làm ấy, thử hy sinh cho ông tuyến dưới ông lên sao trước mình xem được không? Cái này nó rất hay này. Ông lên sao trước tôi vẫn có tiền. Đây em mình kết cấu cho bạn lên 1 sao, còn bạn lên 1 sao trước mình 1 tháng thì mình tham gia. Cả nhà nhớ thời gian này, 30 tháng 6 thì bắt đầu chính thức là đầu tư. Thì ông đang tháng 12 khi bạn em một lên 1 sao, và tháng 15 tháng 1 thì mình cũng lên 1 sao. Ông ơi, bảo bác cái nói nhỏ con đi. Đang làm. Cả nhà mình nhé. Đây, nên 1 sao là 30 triệu đến 70 triệu. Là cái gì? Mã này. Lót. Cộng con là lãi trên lãi. Cộng thưởng. Thưởng là 120 đô cho đến 160 đô. 1 tuần đó, từng này có xứng đáng cho cả nhà mình quan tâm. Cộng doanh số lên 100.000, cộng lên 100.000, là IB 2 sao. Thì thu nhập thụ động cả nhà mình biết bao nhiêu? Từ mã lót mã com này 300 triệu cho đến 500 triệu trên 1 tháng thụ động nhé. Cái ông 2 sao này này, cái ông này là được thưởng, cái ông 1 sao này này được 1 đô trên 1 lót toàn cầu, toàn cầu. Còn cái ông này là được 2 đô trên 1 lót toàn cầu, nhưng mà lại vẫn là được cộng 1 đô trên 1 lót toàn cầu, vẫn được cộng. Hay là cái là tổng là ông này được 3 đô. Cho nên cái thụ động này rất lớn. Cả nhà biết danh hiệu IB2 sao thưởng tháng là bao nhiêu?
4.000 đô đến 5.000 đô tháng, từ cái mà 10.000 đô này nhận 30 đô đó, nó cho cái người 2 sao này 4.000 đô đến 5.000 đô một tháng. Cả nhà mình định bao nhiêu thì đạt 2 sao. Ngày hôm nay mình vừa hoàn thành xong rồi, vừa đủ tiêu chuẩn IB 2 sao rồi. Chết không? Không phải doanh số 300.000 nữa. Doanh số gần, bây giờ doanh số của mình là 700.000 đô cơ. Đây là 300.000 đô cả nhà mình nhá. Nhưng mà doanh số của mình bây giờ là 700.000 đô. Thế nên là mình vừa ở cái mức này. Mình phải vượt qua cái mức 300 này rồi này. Cộng đến 500. Cái mức này là nó vừa khó hơn. Cộng lên 500. Cộng lên 500. Doanh số. Ở đây nếu 500 phải đến 30.000. Cả nhà biết là thu nhập bao nhiêu không? Lớn hơn 1 tỷ một tháng. Công ty đến văn phòng mà sờ mó vào những người MB 3 sao ở đấy mà xem. Thôi cái này bỏ qua. Nó phải có thời gian. Nhưng hãy phấn đấu lên 1 sao đi. Để có thụ động 30-70 triệu đi. Xong lên 2 sao như mình vừa hôm nay vừa hoàn thành các điều kiện để mà đạt 2 sao. Để có mức 300-500 triệu người một tháng tốt mà. Không kể lãi đầu tư nhé. Not com cộng thưởng. Xứng đáng cho cả nhà mình quan tâm. Bài tiền thức đi. Phải quan tâm thôi. Mà đây là để tiền, nó để ra tiền. Nếu có tài kinh bang tế thế, có tài giao tiếp, có tài ăn nói, có cái trí tuệ hiểu biết thì kiếm lấy vài trăm triệu một tháng đi. Mà bây giờ cái người giàu là người ta luôn luôn cả hai. Không có tiền đầu tư, bán hàng đi. Bán dưa mạnh vào tháng bán đi 100 lon đi. Lấy tiền mà đầu tư. Ok cả nhà mình. Đó, hôm nay chia sẻ lại cho cả nhà mình các cái chế độ. Cái này mình sẽ lặp lại nhiều lần nữa để cho cả nhà nó ngấm và nó hiểu. Mình nhắc lại này, các cái kỹ thuật thao tác ở trong trang web nó vô cùng đơn giản. Nó giống như người nông dân đi cấy mãi thì cấy giỏi. Nó giống như chúng ta đi xe máy đi mãi giỏi. Còn cái tư duy để hiểu về một thị trường, tư duy để tìm hiểu một tập đoàn, tư duy để hiểu chế độ trả thưởng, tư duy để chiến lược của tập đoàn họ đi nào á, thì nó không thể dễ như cái kiểu để mà chúng ta vào trang web được. Và một bí quyết trong vấn đề kiếm tiền đó là gì cả nhà biết không? Là phải cho đi. Mình ở đây này, mình có một mười ra được mười ở dưới ấy, như thế này. Nếu mình có nữa thì mình phải thúc một ít này để cho tất cả cùng được ăn. Đây là bí mật và bí quyết đấy. Nhưng mà ông nào kiếm được thì ông chỉ muốn ra các chân của mình ở trên, xong mời các ông ở dưới. Ông thầy cho một chân to rồi xong vẫn còn tiếc những cái bé bé ấy. Mà người nào không có lòng biết ơn ấy, thì người đấy chỉ có mà hạ thôi. Cả nhà mình nhớ. Mà mình sẽ là chùm kết cấu hệ thống để mà có rất nhiều người cùng được hưởng. Và mình hứa là trong năm nay mình, những ai mà chưa có hệ thống tạo được, mình sẽ đúc vào đi cho ít nhất 5-10.000 và có cái nót, có cái com ấy, để mà tháng có thêm ra được vài ba triệu thu nhập cho nó sướng. Mua rau, mua cỏ, mua mắm, mua mứa. Ở nhà mình có ai hỏi gì nữa không? Em cảm ơn thầy. Cái mà chế độ này còn phải học đi học lại nhiều lần nhé. Để mà hiểu. Em chúc mừng thầy. Chúc mừng là đương nhiên rồi. Đây, 30 tháng 6 2021 20, tham gia vào IEL. 15 tháng 1 mới đạt 1 sao. Mất 6 tháng học làm như điên. Nhưng bây giờ là 20 tháng 3 hay sao rồi? Tại vì cài đặt lại cái bản nhiệt kế trong tài chính trong đầu này này, cài mặt tài bản tài chính không lấy thành công. Suốt ngày sáng tối cùng các bạn thiền ấy, cứ đọc to
tuyên bố rất to, thế là vũ trụ nó đưa về, tiềm thức nó đón nhận. Thế mà bảo vào học đi, bảo vào thiền đi, xong rồi bảo đọc lời tuyên bố như những người giàu đi, thì bữa được bữa cán. Thế em bận, thế thì làm sao mà nó nhanh được. Ok cả nhà mình, cả nhà mình đã hiểu đó chưa? Mơ quá thầy ạ. Mơ gì? Mơ có ai cấm đâu, phải mà không mơ. Hôm nay em bận là không, chưa đi được, sáng mai nay tiếp cái đội nhóm kia muộn quá. Cơ bản là chúng ta phải có kiến thức, chúng ta hiểu. Và chúng ta phải bỏ qua mọi cái lời dị nghị đàm tiếu đi. Chúng ta sống mà chúng ta cứ phụ thuộc vào người ta, bảo ôi ông này thế này, ôi ông kia thế kia, xong người ta dè bỉu, người ta chê mai mình mà mình lại sợ, thì mình không làm được một cái gì đâu. Và phải tư duy là người giàu là nuốt cả hai nhá, người nghèo là một trong hai, hai trong một, nhưng người giàu cả hai. Tao phải bán sữa giỏi, tao lấy tiền, tao đầu tư. Thế thôi, tư duy đơn giản ra, người giàu luôn luôn hai và tạo ra nhiều nguồn thu nhập thụ động, còn người nghèo chỉ có một thôi. Các bạn là người giàu thì làm, mà người làm người nghèo thì làm. Và cái quyển sách này là cực kỳ hay luôn, mà mình sẽ đọc kỹ cho các bạn. Quyển này khả năng phải đọc tầm 3 tháng mới hết đấy. Như đọc xong quyển này thì cả nhà mình sướng luôn, nó thay được cái tư duy luôn, cái lão nó thay đổi. Sau này tiềm thức nhuần nhuyễn nó không giàu mới là lạ. Trong ngày nào cũng hô vào phòng Zoom tiền cũng hô. An nói gì ra được. Nào bắt đầu tiền nhá. Thế chúc mừng thầy thì ai chúc mừng thầy? Bây giờ kết cấu sữa, khi mà công ty sữa mà mở lại mã số của mình kết cấu tháng 5-70 triệu luôn, chẳng có vấn đề gì. Thế tại sao lại không tạo ra nhiều nguồn thu nhập? Nào chúng ta thiền nhá. Khi nào cả nhà mình nếu mà ở trong phòng riêng, khi nào mình đọc cả nhà mình cứ đọc to đi, cho nó phóng hết vào vũ trụ cái đó, tiền và tiềm thức này, đọc to đi. Đọc to hàng xóm họ chạy sang chứ. Người ta bảo điên à, tao điên thì tao kiếm được tiền đấy. Cái Hồng bây giờ nó đang điên và nó đang làm công việc có vẻ trôi chảy hơn rồi đấy. Liệt thế nào, liệt lượt máu chiến lắm thế nào? Được rồi, chị em đấy. Mới đưa 1-2 nghìn đô đó đi. Em sắp rồi thầy ơi. Tháng này nhá, cả nhà mình quên mất. Tháng này là tháng duy nhất còn chế độ khuyến mại nhá. Vâng, chúng em cố gắng. Bởi tháng sau là sàn nó ra rồi, nó ra dịch toàn cầu rồi, nó không khuyến mại cổ phiếu nữa đâu. Nó đang cho Việt Nam mình, để mà Việt Nam mình có cổ phiếu để cho các nước đến nó mua. Vâng, chúng em cố gắng. Xong thầy cứ nhìn cái đứa nào nó ngắn dòng nhé, thầy kế vào đấy tí. Đứa nào nó ở bên trên thì thầy cứ cấy cho nó một tí, cho nó khí thế thì nào, cho nó dài dòng, to họa dài dòng, sống đâu đến nóng nắng. Hôm nay mình sẽ làm như vậy tất tật tật. Cả nhà mình không biết đâu. Đây này, mình nói nha, lên 2 sao ấy là 1 tháng có khoảng 20.000 đô tiền thưởng. Ôi trời ơi, chết rồi. Tại vì xong cái mã 1 sao nữa. Chết thôi. Kiểu này. Cái đậu chuồng cũng hết rồi. Gần đấy. Đấy, cả nhà mình yên tâm. Hôm nào thầy phải khao thôi. Đương nhiên. Đầu tiên đây. Bên này, chắc cũng phải gần 10, phải hơn 10.000. Chết đến thôi. Sao? Nhưng mà nếu tưởng là 10.000 có được không? Cả nhà mình ổn không? chết tuyệt vời thầy ạ, chết cả tuyệt vời. Hai mẹ con cùng học thầy đây. Chúng ta học với thiên đi, muốn nhanh kiểu muốn cái nào vào để vũ trụ nó đón nhận, để tiềm thức nó ghi nhận.
Em cứ đọc suốt ngày mà chưa thấy gì thầy. Tin tưởng. Ok, nào bắt đầu chúng ta bắt đầu nhá. Đến giờ rồi, đến giờ rồi. Ok. Nhắm mắt lại nha. Tắt bếp nha. Tắt bếp đi nha. Nhắm mắt lại để chúng ta thiền. Tại nhà mình cứ chịu khó tu tập đi. Xong hôm nào mà chúng ta hội quân dạy mọi người nhảy múa thì tôi là người giàu có, tôi là người ấy. Nhảy tung cái này lên cho nó máu. Tại hôm nào thầy khao xong rồi nhảy múa. Ừ, đúng rồi, nha. Mới nhảy múa thật ác. Ok, nào chúng ta bắt đầu nhắm mắt lại nhé. Hít vào. Thở ra. 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 Đưa hơi thở đến vùng đầu. Những ai mới tập thiền hãy nói với tiềm thức để cho tâm trí của chủ nhân tập trung vào hơi thở để chủ nhân thiền. Hít vào. Thở ra. 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 Đưa hơi thở xuống vùng cổ vai gáy. Hít vào. Thở ra. 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 Đưa hơi thở xuống hai tay hoàn toàn thả lỏng. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Đưa hơi thở xuống vùng bụng, vùng lưng. Hít vào. Thở ra. 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 Đưa hơi thở xuống vùng mông, vùng hông. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Đưa hơi thở xuống hai chân. Hai chân hoàn toàn thả lỏng. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hơi thở vào vùng nào mà cơ thể chưa được thả lỏng, đặc biệt là vùng đầu, hãy nói với tiềm thức để cho tâm trí của chủ nhân được tập trung vào hơi thở để chủ nhân thiền. Và chúng ta chuẩn bị thiền sâu. Hít vào. Thở ra. 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 Chúng ta hình dung tưởng tượng chúng ta
đang ở trong một tòa nhà cao tầng, chúng ta vào thang máy, chúng ta bấm nút dịch chuyển xuống tầng 1. Khi thang máy dịch chuyển xuống, chúng ta cũng chìm sâu ở trạng thái cơ thể hoàn toàn thả lỏng, tâm trí chỉ còn tập trung với hơi thở. Lúc này bức tường nửa ngăn cách ý thức và tiềm thức bắt đầu được dọn dẹp, và tất cả những tư duy mới chúng ta đưa vào tiềm thức sẽ đón nhận, nó không bị ngăn cản nữa. Thang máy từ từ dịch chuyển xuống, chúng ta cũng chìm sâu xuống. Thang máy tiếp tục dịch chuyển xuống, xuống tầng 9 rồi, và tiếp tục xuống tầng 8. Chúng ta cũng chìm sâu hơn nữa vào trạng thái cơ thể hoàn toàn thả lỏng, tâm trí chỉ còn tập trung vào hơi thở. Thang máy đã xuống tầng 8 rồi, tiếp tục dịch chuyển xuống tầng 9, và chúng ta càng chìm sâu, dịch chuyển xuống tầng 7, và chúng ta chìm sâu hơn nữa xuống tầng 6 rồi, cơ thể các bạn hoàn toàn thả lỏng, tâm trí chỉ còn tập trung với hơi thở, cơ thể hoàn toàn thả lỏng. Xuống tầng 5 rồi, tiếp tục dịch chuyển xuống, và chúng ta cũng chìm sâu để ý thức và tiềm thức hợp nhất làm một. Xuống tầng 3 rồi, tiếp tục xuống, chúng ta cũng chìm xuống, cơ thể hoàn toàn thả lỏng, tâm trí chỉ còn tập trung với hơi thở. Chìm xuống tầng 2 rồi, chìm xuống, xuống tầng 1 rồi. Khi ta đếm từ 5 đến 0 là lúc chúng ta hoàn toàn ở vào trạng thái thả lỏng, tâm trí chỉ còn tập trung với hơi thở. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ngay bây giờ, ngay lúc này, ngay tại đây, các bạn là những người vô cùng tuyệt vời, bởi vì các bạn có những đặc tính vô cùng đáng quý giúp các bạn thành công. Đó là tính kiên trì, và đó là lòng tính kỷ luật, và đó là khát khao làm giàu, khát khao học tập. Tôi rất ngưỡng mộ các bạn, bởi vì chính các bạn là động lực giúp tôi làm việc tốt hơn. Tôi yêu các bạn vô cùng và cũng cảm ơn các bạn vô cùng. Tôi xin lỗi các bạn rất nhiều, làm ơn tha thứ cho tôi. Cảm ơn. Ngay bây giờ, ngay lúc này, ngay tại đây, chúng ta cùng đọc 4 cụm từ khóa giúp cho ý thức chạm vào tiềm thức, và lời nguyện của bà Morat để giúp dọn dẹp, thanh tẩy, cỏ dại khu vườn tâm trí của chúng ta, giúp chuyển hóa những năng lượng chưa tốt thành năng lượng tốt. Mọi ký ức không tốt nó chỉ ra đi khi chúng ta để nó ra đi, nếu không nó sẽ được vùi lấp xuống, và đến lúc nào đó nó sẽ trỗi dậy làm hại chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải đọc 4 từ khóa và lời nguyện bà Morat liên tục không ngừng nghỉ. Chúng ta cùng đọc. Tôi yêu người, tôi xin lỗi người, làm ơn tha thứ cho tôi. Cảm ơn. Tôi yêu người, tôi xin lỗi người, làm ơn tha thứ cho tôi. Cảm ơn. Tôi yêu người, tôi xin lỗi người, làm ơn tha thứ cho tôi. Cảm ơn. Tôi yêu người, tôi xin lỗi người, làm ơn tha thứ cho tôi. Cảm ơn. Tôi yêu người, tôi xin lỗi người, làm ơn tha thứ cho tôi. Cảm ơn. Tôi yêu người, tôi xin lỗi người, làm ơn tha thứ cho tôi. Cảm ơn. Tôi yêu người, tôi xin lỗi người, làm ơn tha thứ cho tôi. Cảm ơn. Tôi yêu người, tôi xin lỗi người, làm ơn tha thứ cho tôi. Cảm ơn. Tôi yêu người, tôi xin lỗi người, làm ơn tha thứ cho tôi. Cảm ơn. Tôi yêu người, tôi xin lỗi người,
làm ơn tha thứ cho tôi, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tôi yêu người, tôi xin lỗi người, làm ơn tha thứ cho tôi, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tôi yêu người, tôi xin lỗi người, làm ơn tha thứ cho tôi, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tôi yêu người, tôi xin lỗi người, làm ơn tha thứ cho tôi, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tôi yêu người, tôi xin lỗi người, làm ơn tha thứ cho tôi, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tôi yêu người, tôi xin lỗi người, làm ơn tha thứ cho tôi, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tôi yêu người, tôi xin lỗi người, làm ơn tha thứ cho tôi, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tôi yêu người, tôi xin lỗi người, làm ơn tha thứ cho tôi, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Đấng siêu nhiên sáng thế toàn năng, cha mẹ con cùng độc nhất thể, nếu nơi con thân quyến của con hay tổ tiên xa xưa đời kiếp chót xúc phạm thương tổn đến người, hay tổ tiên gia quyến bao đời, bằng ý nghĩ ngôn từ hành động, từ khởi thủy cho đến hôm nay, chúng con nguyện xin người tha thứ, nguyện cầu được tẩy tịnh giải phóng cắt đoạn lìa ký ức chướng ngăn mọi năng lượng âm ba nhiễu tạp, và chuyển hóa nhiễu năng bất tịnh thành linh quang thần an lành, và ước nguyện đã thành viên mãn. Đấng siêu nhiên sáng thế toàn năng, cha mẹ con cùng đồng nhất thể, nếu nơi con thân quyến của con hay tổ tiên xa xưa đời kiếp chót xúc phạm thương tổn đến người, hay tổ tiên gia quyến bao đời, bằng ý nghĩ ngôn từ hành động, từ khởi thủy cho đến hôm nay, chúng con nguyện xin người tha thứ, nguyện cầu được thầy tịnh giải phóng tất bản lìa ký ức chướng ngăn mọi năng lượng âm ba nhiễu tạp, và chuyển hóa nhiễu năng bất tịnh thành linh quang thần kết an lành, và ước nguyện đã thành viên mãn. Đấng siêu nhiên sáng thế toàn năng, cha mẹ con cùng đồng nhất thể, nếu nơi con thân quyến của con hay tổ tiên xa xưa đời kiếp chót xúc phạm thương tổn đến người, hay tổ tiên giao quyến bao đời, bằng ý nghĩ ngôn từ hành động, từ khởi thủy cho đến hôm nay, chúng con nguyện xin người tha thứ, nguyện cầu được thầy tịnh giải phóng cắt đoạn lìa ký ức chướng ngăn mọi năng lượng âm ba nhiễu tạp, và chuyển hóa những năng bất tịnh thành minh quang thần tiết an lành, và ước nguyện đã thành viên mãn. Chúng ta hãy nói với tiềm thức của mình, hãy đọc bốn cục từ khóa này và lời nguyện của bà Morat từng phút, từng giây, từng ngày, từng tuần và từng tháng, từng năm, liên tục ngày nọ lối ngày kia, để nó liên tục dọn dẹp khu vườn tâm trí trong tâm thức của chúng ta. Bởi vì cỏ dại nó sẽ liên tục mọc, liên tục mọc, liên tục mọc. Cho nên chúng ta cũng phải liên tục đọc, liên tục đọc, liên tục đọc, dọn dẹp và dọn dẹp. Chỉ có như vậy cuộc sống chúng ta nó phải viên mãn và nó sẽ thành công, giàu có, bình an, hạnh phúc thật sự. Nên hãy nhắc tiềm thức, hãy liên tục đọc bốn cái điều đó, bốn cụm từ khóa này vào lời nguyện của bà Morat, để chúng ta luôn được sống trong sự bình an. Cả nhà nhớ nha, nó giống như người tu tập đạo Phật ấy, người ta gần Nam Mô A Di Đà Phật ấy, đó, người ta có cái tín ngưỡng của họ. Thì ở đây chúng ta có là chân lý khoa học của mình đó. Sau đây chúng ta cùng đọc 17 tư duy triệu phú, để cài đặt lại bản tài chính trong tâm thức của chúng ta hướng tới sự thành công. Để cài đặt lại bản tài chính trong tâm thức của chúng ta hướng tới sự thành công, chúng ta mới thực sự thành công và giàu có. Và minh chứng là cuộc đời của mình đó. Từ tháng 3 năm 2018, mình biết đến tiềm thức và mình luôn đọc 17 tư duy triệu phú. Và dần dần thì nó biến thành sự thật. Cả nhà mình hãy tin đi. Hãy tin đi. Hãy tin đi. Cái thu nhập của mình ở giữa 5-60 triệu, mình sẵn sàng tạm gác lại để mình đi theo cái mô hình để nó giúp cho sự phát triển tốt hơn và thu nhập nó tăng vọt lên anh em mình. Chứ không phải chúng ta đi làm cái này để chúng ta bỏ sữa đâu nhé. Nào hãy đọc 17 tư duy triệu phú để cài đặt vào bản tâm thức của chúng ta, cài đặt vào bản tài chính và tâm thức của chúng ta hướng tới thành công. Người giàu nghĩ gì làm gì thì chúng ta cũng nghĩ và làm cho họ. Chúng ta cùng đọc. Ai có thể đọc to thì đọc to luôn nhé, đừng có ngại ngần nhé. Tôi tạo ra cuộc đời tôi, tôi tạo ra chính xác số lượng thành công về mặt tài chính của tôi, tôi đầu tư kinh doanh để giành chiến thắng
mục đích của tôi là tạo ra cuộc sống đầy và dư giả. Với tôi, tiền là quan trọng, tiền là tự do, tiền làm cho cuộc sống trở nên dễ chịu hơn. Tôi biết ơn tất cả số tiền tôi đã nhận được từ trước tới nay và tất cả số tiền đang đến với tôi hàng ngày. Tôi luôn ngưỡng mộ và noi gương những người giàu có và thành đạt. Tôi giàu có vì tôi lựa chọn như vậy. Tôi xứng đáng trở nên giàu có vì tôi thêm giá trị vào cuộc sống của hàng triệu người khác. Tôi là người cho đi rộng lượng, cũng là người đón nhận cơ hội. Các cơ hội phát tài luôn đến với tôi từng ngày. Khả năng kiếm, giữ và phát triển tiền của tôi tăng lên từng ngày. Tôi là nhà quản lý tiền xuất sắc. Tôi luôn chi cho bản thân trước. Tôi bỏ tiền vào quỹ tự do tài chính mỗi ngày. Tiền của tôi làm việc hết sức cho tôi và kiếm cho tôi ngày càng nhiều tiền. Vì tự do về tài chính thì tôi yêu tất cả các công việc tôi làm. Tôi tạo ra nhiều nguồn thu nhập thụ động để chi trả cho cách sống mà tôi muốn. Thời gian ngoài giờ làm việc, tôi quản lý và đầu tư tiền, tạo ra nhiều nguồn thu nhập. Tôi là triệu phú đô la, tôi là triệu phú đô la, tôi là triệu phú đô la. Yeah. Tôi và kho tàng vô tận bên trong tiềm thức của tôi luôn hợp nhất là một. Tôi thành công, giàu có, bình an và hạnh phúc trọn vẹn. Tôi sống trường thọ và khỏe mạnh. Tiền bạc chảy đến bên tôi như một nguồn mạch liên tục dạt dào bất tận. Tôi luôn đề cao giá trị chân chính của bản thân mình. Tôi mặc sức thể hiện hết tài năng của mình. Về mặt tài chính tôi cực kỳ hài lòng. Với tôi tất cả thật tuyệt vời. Tôi là một tiểu vũ trụ được vũ trụ giao cho sứ mệnh đi phục vụ và giúp đỡ hàng triệu người, giúp họ thay đổi cuộc sống. Họ có sức khỏe tốt, có tài chính tốt. Bởi vậy, tôi luôn được mang trí tuệ của vũ trụ, mang sự thành công của vũ trụ đến hiện vời. Trong suốt quá trình này, tôi không ngừng học hỏi để nâng cao trí tuệ bản thân. Bởi vì tôi hiểu rằng chỉ là người giỏi nhất mới có thể phục vụ dẫn dắt được hàng triệu người. Cho nên tôi luôn luôn không ngừng học hỏi trí thức của những tỷ phú lừng danh trên thế giới. Tôi rất tự hào được tham gia vào nhóm phòng học này để cùng tu tập, để cùng học những triết lý, những tinh hoa, những trí tuệ siêu việt của các tỷ phú lừng danh để giúp tôi trở thành người giàu có, giúp tôi trở thành người thành công. Trong quá trình thực hiện sứ mệnh của mình, tôi luôn tự do tiêu tiền và thoải mái tiêu tiền. Và mỗi khi tiêu tiền, tôi lại nhắc nhở tiềm thức hãy nhân bội số tiền cho chủ nhân để chủ nhân luôn được tiêu tiền một cách tự do và thoải mái. Và tiền bạc lại chảy đến bên tôi như một nguồn mạch liên tục dạt dào bất tận để tôi thực hiện sứ mệnh cao cả của mình, phục vụ hàng triệu người. Tôi biết ơn tiềm thức của tôi rất nhiều và xin lỗi tiềm thức của tôi rất nhiều. Làm ơn tha thứ cho tôi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tôi cũng biết ơn vũ trụ rất nhiều vì vũ trụ luôn đồng ý và cho tôi nhiều hơn. Và vũ trụ siêu việt đã cho tôi trí tuệ của người, cho tôi thử thành công của người để tôi thành công và giàu có. Tôi xin lỗi vũ trụ rất nhiều và làm ơn tha cho tôi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tôi cảm ơn phòng học chúng ta rất nhiều. Chúng ta là những người tinh tú cùng hội tụ vào đây để cộng hưởng trường năng lượng lan tỏa ra ngoài thế giới, giúp cho nhiều người biết đến tiềm thức, giúp cho nhiều người biết đến tư duy triệu phú, giúp cho nhiều người hiểu thế nào là tư duy triệu phú để thay đổi cuộc sống, giúp cho nhiều người biết cài đặt lại bàn tài chính hướng tới sự thành công trong tiềm thức để giúp họ thành công. Sau đây các bạn cùng hình dung tưởng tượng nói chuyện với tiềm thức của mình. Hãy hình dung người tiềm thức như một người bạn đang nói chuyện với chúng ta. Và tiềm thức chỉ có một câu duy nhất: mọi suy nghĩ của chủ nhân là mệnh lệnh của tôi. Chỉ cần chủ nhân ra lệnh, tôi sẽ thực hiện. Và các bạn hãy ra lệnh bằng một niềm tin, bằng một niềm tin chắc chắn rằng tất cả những điều đó chúng ta đã được thực hiện rồi. Bởi vì nguyên tắc làm việc của tiềm thức là nguyên tắc của niềm tin. Và như trong Kinh Thánh đã nói, nếu có ai nói với núi này hãy rời chỗ đi và đổ nhau xuống biển và trong lòng chẳng hề nghi nan thì điều đó sẽ xảy ra. Vì thế ta nói với các anh em, nếu các anh em đã tin một điều chi và trong lòng các anh em đã tin điều đó là sự thật thì nhất định các anh em sẽ đạt được. Đó là nghệ thuật cầu nguyện. Hãy nói chuyện với tiềm thức đi các bạn ơi. Nhớ là đoạn kết cuộc đời chúng ta đều trở thành ông tổ bà tổ giàu có của dòng họ, giúp cho muôn đời con cháu chất chút chít nhà chúng ta giàu có, bình an, hạnh phúc, trở về sống trường thọ khỏe mạnh. Các bạn hãy nói chuyện với tiềm thức đi.
Ok, cả nhà mình, chúng ta đếm từ 1 đến 5 để chúng ta nghỉ ngơi, để chúng ta đi ngủ và để tiềm thức nó tiếp tục thực hiện những cái điều mong muốn của chúng ta. 1, 2, 3, 4, 5. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Tuyệt vời cả nhà mình. Ok, tỉnh thức nào. Em chúc mừng thầy nhé. Ok, cảm ơn tất cả các nhà đầu tư. Em chúc mừng thầy. Ok, hôm nay chính thức xong rồi. Thầy tuyệt vời quá. Hôm nào từ giờ thầy xuống Hà Nội về khao 2 sao thật to thôi. Em nhiên rồi. Em nhiệt liệt chúc mừng thầy nhá. Cảm ơn okay, thầy. Được rồi. Dạ. Lần này chị em phải kéo chị em mình kéo về Hà Nội về văn phòng của thầy để thầy đón mừng thầy nhá. Vâng. Thầy Vĩ Yên nhá. Thầy Vĩ Yên nhá. Thầy Vĩ Yên đi tao đảo. Dạ. Thầy nghe thông tin tam đảo đúng được thầy ạ. Thầy chiều nay món gì đấy thầy ơi?
Món gì đặc sản của Vĩnh Yên thầy nhỉ? Vĩnh Yên có cái gì đặc sản đó chị ơi, nghĩ đi để bảo chị em mình bảo thầy khao chứ. Đấy, nhờ rất là nhờ Hồng hôm nay vô cùng nhiệt tình đã là vào má lên cây cho mình. Tuyệt vời quá thầy. Đấy, Hồng hôm nay lên cây kịp là ngày mai là thầy giao dịch rồi. Ngày mai là giao dịch 10K của thầy đầu tiên rồi. Đấy. Vào lót nó sẽ khác hẳn đấy. 10K nó ăn thêm 2 đời nữa mà nó có khác hẳn. Thầy ơi. Thế mà nó hiện về tài khoản của thầy thì thầy bắn về trên văn phòng để cho chúng em chúc mừng và chúng em sẽ đưa đi khắp nơi nhá. Đương nhiên rồi. Cái tài khoản đó chắc thì một tuần là nó nhảy lên cả hơn 1000. Vâng. Hơn 1000 đô ấy. Sung sướng quá. Thầy cứ chụp, thầy chụp thầy gửi đi. Thầy gửi cho chúng em, thầy gửi lên phòng cho chúng em để chúng em đưa thầy đi du lịch khắp nơi. Đưa tài khoản cho thầy đi du lịch khắp nơi. Ở đây ông thầy phải chứng minh được quốc nhập chứ đúng không? Bây giờ ông thầy nói xuống thì thầy phải chứng minh. Giỏi. Ừ, đúng rồi thầy ạ. Ừ. Em mong thế. Thế là mình có ông thầy mà ông thầy mà không nhập được có 15 20 triệu thì ông thầy này kém. Đấy là chưa được. Bây giờ ông thầy mà thu nhập khoảng 300 à 500 triệu thì quá ok rồi, đúng không? Mê quá. Thầy ơi, thầy mà nghèo thì học sinh giàu làm sao được? Đúng rồi, thầy phải giàu thì học sinh mới giàu. Đúng. Đấy, cán bộ mà người giàu thì chị em mình mới giàu được. Cán bộ mà nghèo thì dân để giàu làm sao được. Cho nên là thầy phải giàu thì cho mới giàu được. Thầy kiếm được 500 triệu một tháng thì học trò phải kiếm được 170 triệu một tháng, đúng không? Đấy. Thầy bây giờ là cái đầu tàu cao cơ, tàu cao tốc rồi. Đấy nè mọi người, Hồng đâu rồi, Hồng nên là thầy đi, có phải hôm nay Hồng? Hồng lên cây cho mình giúp Hồng không? Hồng là đeo kính á, không phải của Hồng nhá. Vâng. Hồng sao ra rồi à? Bây giờ nhiều em Hồng lắm rồi. Cả nhà mình nhá. Em chào hai chị. Lên cây giúp cho mình đấy. Vâng. Mã cuối cùng là 10K đúng không nhà Hồng nhỉ? Sướng nhỉ? Vâng. Hôm nay là thầy lên cây rất là nhiều. Đào Phúc rồi này, các thứ rất nhiều. Hôm nay thầy vào nhiều mà. Tuyệt vời quá. Yeah. Mã cuối cùng là mã nâng lên từ 5.000 đến 10.000. 5.000 đến 10.000 là vào ấy. Mã tổng. Vào nâng cấp. Vâng. Để nâng lên cái điều này là vào nâng cấp chưa thầy? Không được mấy nghìn đâu ơi, mười mấy nghìn rồi. Em á. Không bây giờ cũng em phết rồi. Em đang lệch chân. Em đang lệch chân. Cái này nó một chân nó có tiền mà cả nhà mình yên tâm nhé. Đấy, nó vẫn nhiều tiền. Một chân cũng tuyệt vời. Cứ một chân một mà chân to. Một chân nó nhiều tiền luôn. Không có gì cả. Vì nó là truyền thống mà. Nó chỉ có... Nó là truyền thống. Không có bắt buộc gì đâu. Không ạ. Yên tâm tới đây khách của em vào là vào một loạt luôn. Không không một sao nhưng có thể là lên 2 sao luôn. Đúng à, rồi. Quá tốt, một sao lên hẳn 2 sao luôn. Siêu cao thủ thôi. Nên mọi người cố gắng vào để học nha. Nhưng mà cả nhà phải bán sữa thật mạnh cho mình nha. Để mà thêm cái nguồn tiền. Từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối đi bán sữa thật ác tiệt mà. Nói với tiềm thức cho tôi bán thật nhiều sữa mà. Thôi thế là cả nhà mình chúng ta tạm nghỉ nhé. Mai 4 giờ 5 rồi, 5 giờ kém 5 giờ 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 5 giờ